tạo cái gì rất nhiều. Thưa quý vị, cái câu chuyện của Lạc Chim Sâu thì những ngày gần đây thì một số thành phần đó cũng là nhảy vô để mà nó cũng tiếp tục quay chim sâu. Mặc dù chỗ là cái thằng gọi là thằng nắm bánh bao đó, nó lên không gian mạng nó cũng thề sống thề chết, nó bảo rằng nó sẽ không quay chim sâu nữa, không quay Long Tứ, không quay Út Gà nữa. Nhưng mà hôm qua cái mặt của nó cũng lãng quảng ở đó. Tôi nói thật sự quý vị, những cái kẻ này đó là nó đang kiếm ăn thì thật sự quý vị dễ gì mà nó bỏ mái kèo này, đúng không? Cái giai đoạn đang gọi là đang thất nghiệp, cái giai đoạn xem như là không có nhân vật để quay, cái giai đoạn bây giờ bán bánh rồi nó êm em rồi, bây giờ không mà vô đấy quay kiếm ăn thì lấy đâu mà sống. Và cái nhân vật cái chỗ thằng Long Tứ đó quý vị, một trong những cái thằng mà thật sự quý vị nó trơ trẽn mất nết, phải nói một trong những cái hành vi của một thằng quá trơ trẽn, một trong những hành vi khó mà chấp nhận được. Nó tới chỗ coi như là cái nhà của nó với chim sâu ở, rồi nó quay một thước phim nó lên, nó nói giống như nó là một cái vị khách mời đó quý vị, như là một cái kênh YouTube thật thụ rồi. Mày vô đấy mày ăn chực con người ta, mày vô đấy mày ăn dầm nằm về, mà bây giờ mày lên mày nói một câu như mà đúng rồi đó. Hôm nay con tới phòng trọ của chim sâu, cái ông nội mày đó không phải là phòng trọ của mày hả? Hả? Quý vị nghe thằng Long Tứ nói nè, cái thằng Long Tứ nói xong là quý vị mà thật sự muốn là lấy, gọi là lấy dép mà thật sự cho là cái như là giá vô thánh vô mỏ đó đó. Cho nó chưa, cái thứ này bây giờ không còn đường nào nói chuyện nữa quý vị. Quý vị nghe thằng Long Tứ nói. Tiên Long Phụng Ngữ xin gửi lời chào trân trọng trong nước và ngoài nước, lời trân trọng thân thương nhất. Hôm nay Long Phụng Ngữ đại tính thành là đã đến nhà trọ của Phụng, coi Phụng đang làm gì trong nhà trọ, mời quý vị giả dò xem. Nhớ mở kênh cho Long Phụng Ngữ nhé, mời quý vị giả dò xem. Quý vị nghe Long Tứ nói không? Hôm nay Long Phụng tới phòng trọ của chim sâu, giờ mời quý vị xem thử chim sâu làm cái gì. Mày đừng làm cái trò mèo mà làm cái trò, thật sự tao chưa thấy thằng đàn ông nào mà nó khốn nạn như mày hết trơn. Trời ơi, mày anh mày ở với con nhà người ta, bây giờ mày đã nói rằng là hôm nay con vô cái phòng trọ của chim sâu, mà ngày nào nó thật sự YouTube nó cũng quay đấy, mà nằm như một đống thịt thối đó mà chờ chim sâu đi bán cái số về nuôi, mà bây giờ mày nói một câu như đúng rồi vậy Long Tứ hả? Quý vị thấy hậu quả khổ không? Cái hậu quả này là ngày xưa cha mẹ nó không dạy, cho nên bây giờ đâu quý vị nó đâu có biết liêm sĩ là gì, đó nó đâu biết nhục đâu, đúng không? Chứ nếu mà nó biết điểm dừng, nó biết điểm nhục là mấy ngày vừa qua nó cũng đi lo, nó đi lao động để nuôi chim sâu rồi. Ở đằng này mày vô mày quay một thước phim, mày quay chính là cái con chim sâu trong cái căn nhà mày đang ở, mà mày lên mày nói như đúng rầu vậy Long Tứ. Thế nó lên nó nói như mà thật sự quý vị, nó là một trong những người mà cái như là cũng là một người ngoài với chim sâu, không có liên quan chim sâu. Hôm nay con tới phòng trọ chim sâu, quý vị bây giờ xem thử là chim sâu nó làm cái gì, nó làm cái gì. Thế cái thứ mày nó thật sự đó, có cha có mẹ cũng như là một đứa trẻ mà gọi là cái như là mồ côi, tao thấy tao bất hạnh cho mày dễ sợ luôn. Ủa không ai dạy mày một cách sống tử tế hơn, không ai dạy mày thật sự cái lời ăn tiếng nói mà nó chuẩn hơn hay sao Long Tứ? Mày tới cái nơi mày đang ở, mày với chim sâu ở dầm ở giờ đấy, mà bây giờ mày nói một câu là hôm nay con tới phòng trọ của chim sâu. Ủa rồi cái phòng trọ đó của chim sâu rồi mày có ở trong đó hay không? Thế ở thành bây giờ, trời đất thánh thần, mày bây giờ bao nhiêu tuổi rồi Long Tứ? Cũng gần 40 rồi cưng, cũng lo mà thành một con người đi chứ, tại sao mà để cái phần người mà nó gọi là nó lặn hết trơn vậy? Trọi dậy, trọi dậy ngay vào liền, trọi phần người dậy, lặn phần con xuống, mà đi lo lao động cái mang đi cưng. Bây giờ mày vô mày quay chính là cái người mà mày gọi bằng vợ, mà nó hôm nay con tới nhà cả như là tới phòng trọ của chim sâu, mày nói câu đấy không nhục hả mày? Hả? Cái nhà của chim sâu hiện bây giờ mẹ con mày đang cướp đoạt, mẹ con mày đang gọi là giành giật để mà sống để ở. Đó rồi bây giờ đã chim sâu phải ra đường nó ở đó rồi mà tới mà quay. Ủa mà tính mà xin gì nữa Long Tứ? Hả? Mày xin gì nữa vậy? Bây giờ bao nhiêu đồ đạc của chim sâu đang ở tại căn nhà của mày đó, rồi mày không chờ tới trả cho nó luôn, hay là bán cho để cho nó lấy tiền nó tiêu chứ? Ở bây giờ mày tới mà quay mà nói như đúng rồi, mày đúng là một cái thằng mặt dày. Gặp thằng nắm anh bao nó cái mặt nó dày, gặp mày mặt dày hơn nữa. Quý vị thấy khủng khiếp không? Nó tới mà thật sự quý vị, nó nói một câu mà tính queo, mà nói một câu mà tính như ruồi vậy đó.
con tới phòng trọ chim sâu. Rồi bây giờ sao? Bây giờ mày muốn xin cái gì? Mày nói thẳng lên luôn. Bây giờ con muốn xin cái gì? Một cái thằng mà xin thưa quý vị, cái thân của nó nuôi không nổi. Mà mấy cái clip trước là tôi thấy nó đi làm thiện nguyện, thấy tôi quế làng rồi. Anh đi quay thiện nguyện rồi, thấy tàu lao bác xế rồi. Từ lúc mà nó xuống chỗ Dũng gầm cầu là thằng đây dạng thằng này nó dễ rách rồi quý vị. Rồi bây giờ đó nó tới nó quay chim sâu, mà thật sự cái căn nhà đó nó với chim sâu anh ở hàng ngày hàng giờ trong đó. Bây giờ nó gọi là nó quay một cái phim hôm nay con tới cả nhà phòng trọ chim sâu. Nó thật sự bây giờ tao nói trình độ của thằng Lâm Tứ mà mày lên mày lừa cộng đồng mạng tới đây, thật sự tao thấy là cái điều mà thấy nó bất thường quá. Cỡ mày với cỡ thằng nắm bánh bao bây giờ bay cái diễn trò diễn cảnh, bay cái gọi là cầm chắc xám lại thì thật sự bay cũng không thể nào bay lừa được cộng đồng nữa. Đúng không? Mày nghĩ sao mà nói một câu mà tính như ruồi vậy? Nhà của nó người mạnh thường quân cho, mẹ mày cũng vô giành giật, mẹ mày cũng vô chiếm đoạt để mà cái như là lũ bay ở. Rồi bây giờ nó phải ra phòng trọ nó ở, rồi bay mò tới bay bảo rằng trời ơi hôm nay con tới mày ăn ở với con người ta, thật sự đó mày cái như là mày đang lợi dụng con ta để mày sống qua ngày, chờ qua đời mà cứ báo rằng mình là một thằng tử tế. Gặp ba mẹ thật sự quý vị cũng là cũng tính toán dở sợ ha. Trời ơi, mình đã không cho chim sâu nó về nhà mình, khỏi nó không nhận nó là con dâu thì mình đừng cho thằng con trai mình ra đó nó đập máy miễn phí. Đó không? Bà cũng tính toán dở sợ luôn. Chơi kiểu mà thật sự sợ con mình nó ra đập máy ngoài kia không có tiền rồi nó đi tầm bậy hả? À, bây giờ thả ra đấy rồi nó đập máy miễn phí, đập máy free, ăn uống có người lo. À, rồi mình cứ giang cái mó lên mạng rồi bảo rằng tôi không có thừa nhận. Ủa không thừa nhận thì bắt con trai mình về thiến mẹ đi. Hiểu không? Bắt thằng Long Tứ về bắt thiến như thiến chó vậy đó. Cho nó khói gọi là nó khói đi râm bậy. Nó khói đi làm khổ con người ta. Cái thay của nó thì bây giờ nó phải tự đi lao động tự kiếm sống, chứ bây giờ bắt chim sâu phải nuôi. Rồi mình là một bà mẹ mà thể hiện một cái sự mà vô cả nhân trách nhiệm, thể hiện một cái sự mà trơ trẽn, để cho con mình đi làm những chuyện mà sằng bày như vậy, nó sống một cách là vô trách nhiệm bản thân như thế. Rồi mình lên không gian mạng bảo rằng tôi không thừa nhận chim sâu là con dâu. Ủa sao bà sống cái gì mà nó thật sự như mà sâu bọ với út gà? Bà sống gì mà thật sự tôi thấy bà thật sự nó quá cái như là một trong những người mà thật sự bà nghĩ rằng xã hội này chắc một mình bà khôn, mà cái khôn của bà là thật sự xã hội người ta lại không chấp thuận. Trời đất thánh thần thiên địa mẹ là bảo rằng không kể như là nhận con dâu, chim sâu không xứng đáng với con đâu, mà bây giờ để con mình nó tới nó ăn mày, bây giờ còn dựng những thức phim tào lao bá dơ nữa. Ủa bộ hết đường kim ăn rồi hả? Đói mèo đúng không? Bây giờ cả hai mẹ con là đói lắm rồi gì? Đói ta bán xe ta ăn, bán điện thoại ta ăn chứ. Đói bây giờ thật sự ta bán những cái đồ mà mạnh thường cho mình đó ta ăn dần chứ. Ăn rồi còn ở nhà trống như ngày xưa, có chết chắc gì đâu. Bây giờ gọi là lên cũng kiếm trò kiếm chuyện. Quý vị nghe thằng Long Tứ nói một câu mà nghe sắp hàng không? Nó nói một câu nghe sắp hàng không quý vị? Trời tôi tưởng cái thằng nào đây mà tự nhiên hôm nay mà tới nhà trọ của chim sâu. Cuối cùng nghe kỹ ra cái thằng đó là một cái thằng gọi là bất tài vô dụng, con của bà út gà, là chính là thằng Long Tứ. Trời đất tôi nghe mà thật sự quý vị nghe mà như là sét đánh ngang tai đó. Một cái thằng mà sức dài dai rộng mà thật sự anh bây giờ còn đu bám với một con bị bệnh tâm thần mà anh một cách mà dơ giấy trắng trợn. Mày tự hào chỗ nào bây giờ mày gọi là tới phòng trọ chim sâu mày quay rồi xem cuộc sống chim sâu như thế nào. Nó cuộc sống nó như thế nào thì kệ nó chứ. Bây giờ mày tính mày lên mà ăn mày mà xin nữa thằng kia. Xin đồ gì có cái để mà cho mẹ con bay gọi là trám vô mồm hả? Ăn nhiêu đó đủ rồi. Ăn nhiêu đó là thấy chán lắm rồi. Ăn nhiêu đó là gọi là cả đời rồi đó. Thôi bớt đi. Đó. Thì thôi giả sử hai đứa nó nấu ăn nó đồ nó quay lên cũng được quý vị. Thì ai có nói chi đâu. Mà đằng này nó nói như nó là một kế mà khách lạ qua đường rồi. Hôm nay con tới phòng trọ chim sâu ông nội mày, mày ăn mày ở đấy hàng ngày hàng giờ trong đó. Bây giờ mày bảo rằng hôm nay con tới phòng trọ chim sâu. Đấy. Mày là thằng chồng của nó mà mày nó thật sự một cái thằng gọi là vô trách nhiệm. Tao chưa thấy một thằng nào đã vô sĩ, vô trách nhiệm và vô nhân cách như mày Long Tứ. Tao nói thật sự. Cha mẹ đẻ ra mà không dạy cho mày, cái cuối cùng bây giờ bản thân mày là như vậy.
mày đi kết hợp chỗ thằng nắm anh bao như thế là thua rồi. Nắm anh bao bảo rằng trời ơi em không quay, em lên em hứa cộng đồng em không quay út gà, em không quay chim sâu, mà hôm qua nó cũng lớp tới. Ủa mà lớp tới mà làm cái gì đó nắm mà lớp tới mà xem chim sâu nó cái dân nùi dế nó ra rồi lấy mà về mà nhai hả mày. Tao nói mày tới thứ mà rồi tao đã đợi với mày rồi là chắc ăn rằng cái hành động của mày cái dù như thế nào tao cũng phải là phải lên tiếng thôi, hiểu không? Tao nói khi nào đó mà mày cảm thấy rằng mày nhục mày không còn đi lên cộng đồng mạng mày lường gạt mạnh thường quân nữa là tao mới hết nói đó. Như út lợn đó là tao không nói nữa. Út lợn thỉnh thoảng là tao bôm cho một tiếng thôi. Vì út lợn cũng đã thật sự mạnh thường quân cũng đã bó chạy rê kèn rồi đó. Là bây giờ tới thằng nắm anh đau với thằng Long Tứ là thật sự bay sống sao mà trở thành một con người mà tử tế đàng hoàng thì tao không bao giờ tao nói tao sẵn sàng tao ủng hộ. Nhưng mà lối sống lũ bay nó dơ quá, lối sống lũ bay thật sự nó tiểu nhân và nó thật sự nó có những cái mà tao thấy là nó vô dụng quá. Một thằng đàn ông gì đâu mà kỳ cục kẹo vậy. Một thằng đàn ông gì mà thật sự mà nó vô sĩ lên mức như lũ bay, tao nghĩ xã hội này là hết rồi. Bây vô mà bay quay một con người mà thật sự bay cứ bay ngày nào bay cũng sao quăng biết cái một hoàn cảnh bay quay hết ngày này ngày nọ. Rồi hôm nay tao thấy mày cũng là chia sẻ một số cái clip mà liên quan đến một cái vị. Là đây là cái bài cũ của mày thôi chứ mày đâu có cải tiến được cái gì đâu nắm tao. Được không? Mày không có cải tiến cái gì hết trơn đó. Cái bản chất đây là mày ăn theo cái đường mòn. Đi làm clip mà theo được cái đường mòn. Rồi mày quay gọi là quay mà chà mà lớp mà quay cha đã. Rồi qua trường hợp cái không có view đúng không? Bây giờ bắt đầu quay lại chim sâu đúng không? Bây giờ bắt đầu quay lại trên sau cái gì? Đơn giản thôi mà bây giờ giữa mày với út gà mà thật sự phải tạo ra một sự cân đan mới nữa, tao đảm bảo mày view là lên ngập trời luôn. Đó. Đánh ghen đi. Bây giờ chơi trò chơi đánh ghen đi. Đó không? Đó. Gọi vợ mày xuống hoặc là gọi út gà ra, gọi ổng đó ra là thật sự cầm cây mà lùa mà chạy vòng vòng tới đó mà view lên đầy luôn đó. Thiếu cha gì cách nó tạo view mày. Một thằng đàn ông chi đâu mà thật sự nó bay dơ quá trời quá đất luôn. Đi quay mà bắt tay út gà lên để diễn trò diễn cảnh vay mượn ngân hàng mà không đưa ra bất kỳ một cái chứng từ nào hết trơn trọi. Rồi bị nói miết rồi bây giờ nhục rồi cũng bỏ đi rồi bây giờ cảm thấy rằng nó tiếc chân cơm đúng không? Bây giờ cảm thấy rằng đi như vậy đó là mình sang quay cái hoàn cảnh khác là không có ăn. Cho nên bây giờ phải quay lại út gà đúng không cưng? Chào tội cưng dở sợ luôn lắm. Thôi ta về ta lo ta làm bánh bao ta bán đi cưng ơi. Về lo làm bánh bao ta bán đi. Cho mày đó thật sự bây giờ mày đu theo cái YouTube là mày có đi ăn gọi là ăn cắm sú thôi. Mày làm bánh bao mà bán tuy là bán bột Trung Quốc đó, nhưng mà thật sự mày cũng đủ có cái bỏ vô mồm. Chứ bây giờ mày theo mày quay cái chim sâu mà mày diễn cùng Long Tứ là thật sự. Mày chỉ có đi ăn cám sú thôi chứ thật sự mày không có cái chi nữa bỏ vô mồm đâu. Tao nói thiệt, ở cái kèo đây thật sự tao đã để ý lâu rồi. Đồ gì đâu mà thật sự tao tưởng mày dơ đến mức độ nào hèn mày dơ bây giờ tao không còn thể nào mà tao đoán được. Sự mà mày quá trời quá đất. Hứa cho đã. Mày tự mà lên mày hứa cho ai bắt mày hứa. Mày tự mà lên mày hứa mà hẹn mà bảo là không quay chim sâu, không quay út gà. Bây giờ con sẽ lo làm ăn thế này khác. Thế hôm qua đó rồi ma xui quỷ khiến gì, động hồ động mã gì mà mày tới đó mà quay chim sâu mày. Ê, mà mày tới mày kết hợp Long Tứ tao thấy tao buồn cười quá. Mày tới thì nó thật sự mày kết hợp Long Tứ tao thấy hai thằng bay đúng là dễ rách như nhau. Hai thằng bay đúng là dễ rách như nhau. Cái tư cách lương tri lũ bay tao thấy cỡ đó là cùng. Không thể nào hơn được. Cỡ đó là cỡ đó thôi. Hôm qua đáng lý ra đó là tao lên là đêm hôm qua là tao hốt mà rồi. Nhưng mà đêm hôm qua sao nó cũng có công việc. Bắt đầu không lên. Chiều nó rảnh lên hốt mà chơi được không lắm. Trời ơi bây giờ mà thật sự quý vị chưa thấy thằng nào bây giờ như cặp bài trùng này đó.